The Wakabi. Who's the Wakabi? Wakabi is belly two color, yellow and black color. They have a lot, 100,000. And the zombie, it have only 15 in the group. Queen bee have only one. Zombie and queen bee the same color as the belly, black color. But queen bee, she has the longest belly, like here or maybe not. They got honey right here for this month. Yeah. Yeah. It's my friend, your enemy, right? Liang. Yeah, you want to hold it? Take photo, đây. Yeah. 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 Okay, nhưng mà nó hơi đen to. Yeah, I see the queen bee. The queen. Yeah. You see? Đâu sao đâu, bình thường mà. Đấy. You try, you try. Yeah. You try, you now nữa. All right, after your photo. Cái này mình cầm hai cái bên đây mà. Ok. Rồi, ok. Đây, Lý Hương cầm đây. One more queen. Ok. Ok nè, trả lại anh nè. Cho anh mượn cái túi đi. Bắt mấy con mấy gì cho. Thôi, vẫn vui, sáng ngày vẫn vui quá. Rồi, ok, bây giờ thì chúng ta đang có mặt ở cồn Thái Sơn ha quý vị. Bây giờ thì mọi người sẽ đi tham quan ở đây, chơi với mấy con ong, sau đó là ăn dùng cơm ha. Mọi người sẽ dùng cơm ở trên đây. Em ơi, qua đi em. Dạ. Một bàn vậy ngồi mấy người à? Ngồi đây. Con Hưng nè. Cái bàn đúng bàn của con Hưng ơi, đúng bàn của con, đẹp quá. Đẹp quá. Cái này là chuối, bánh chuối với lại kẹo dừa, kẹo đậu phộng. Đây mình phá gì vậy chị? Ở đây mình uống trà mật ong á chị. Mật ong với phấn hoa. Phấn hoa. Cái này nước trà nè chị. Nước trà. Dạ. Rồi mình bảy đều lên giùm em ha. Cái mật ong phấn hoa đang ra. Ok. Mật ong phấn hoa và nước trà. Phong mì, rồi mình sẽ thử ha. Wow. Thank you. Thank you. Cái này thường rồi, mình ăn hoài. Very difficult to make picture. Camera, I don't think. I stay in my house. A video and film, I don't think. And they buy this. Very heavy. And this all the time you have a good tweet. Tweet, no problem. Can it? Oh, you want? I can eat. Not that. What is better? Oreo jelly. Ok. Cái này là cái gì em?
sữa ông chứa tươi á chị. Sữa ông chứa tươi là cây trắng. Đúng rồi, còn kia là bật ong. Dạ. Mình dùng để mình mình ăn à. Dạ nó tốt cho tim mạch, huyết áp cơ mà trong đó. Đặc biệt đó mình lấy cho mình có trẻ con mà bị suy dinh dưỡng ăn cỏ xương. Mình cho bé ăn cái thức ăn ngon của con. Nó giống như là sữa chua ăn vậy đúng không? Sao mà ong nhiều vậy? Ở đây mình nuôi ong cho nên phải có ong à. Dạ. Ok. Cái sữa này chỗ nó ong mà không thấy con ong là xong rồi. Đó đó, nó bò vô kìa. Nó nghe mùa mọc á, chị ầm mê. Dạ, thì nó không có theo nữa. Mình hoa tay thử không? Cái này mình đắp mặt nạ cô. Xíu nó có, nó chảy ở đây không, không, cái mùi này nó không có ngọt nha. Cho nên nhớ con ông nó hơi đít nha, nó hơi đít nha. Tay. Mình xoa tay như này thì có tác dụng gì? Cái này là em thử lên da tay thôi, mấy chị mình thoa lên da mặt á. Có tác dụng gì? Căng da, bệnh da, chống lão hóa, tốt cho da mụn, rồi là mồi hoặc nám. À. Là mình sử dụng cái này. Tại vì cái này nó còn tươi nguyên chất đó chị, cho nên là mình vừa ăn vừa thoa được luôn. À. Có những cái loại mà một là mình ăn, hai là mình thoa thì nó đã qua pha chế rồi. À. Nhưng mà cảm giác mình... nó đang nó nè, hả? Nó rít chưa? Ban đầu chị thoa lên nó rít, mà chị càng đụng thì nó sẽ càng rít. Mình vỗ nhẹ cho nó thẩm thấu da. Rồi chị để tí xíu, tự động nó hút vào, nó căng cái da mình ra, nó hết rít. Chị đừng đụng tới nó. À, ok. Rồi chị để tí xíu, tự động nó rút vào da mình. À. Khi mà chị rửa lại, nó mềm và nó mịn da mình lắm. Ừ. Dạ, mà ông cha nữa thì về là 100 ngàn đó. 100. Sữa ông chúa thì 200 ngàn một loại nhỏ. Ok. Cái này là 100 ngàn phấn hoa nhãn. Dạ. Ừ. Phấn hoa này để làm gì? Mình pha với nước ấm rồi nước trà ấm đó chị, uống. À, uống. Tốt cho gan, tiêu hóa. Nói chung là uống như là trà đúng không? Đúng rồi. Phấn hoa tiểu đường á là mình sử dụng cái này. À. Cái này tiểu đường rất là tốt, mình ổn lượng đường, ngăn ngừa lượng đường trong máu. Ok. Nóng gan hoặc là mình bị đau bao tử là mình vẫn sử dụng được luôn. Ừ. Cái sữa, cái phấn này nè, chị pha vô nước ấm, nhà mình có thể uống 3 lần. Lần 1 đến 2 muỗng như vậy mình pha vào trong nước ấm. Ấm thôi nha, nóng quá thì mình mất công dụng, nước lạnh thì nó không tan tại vì cái này tụi em đã sấy rồi. Yeah. Dạ. Ok, cảm ơn nha. Còn dạ. Sản phẩm nào nữa không? Dạ. Ok. Ông thì mình chỉ có 3 loại sản phẩm chính và mật ong thôi. Dạ. Dạ. Ok. Rồi. Sau cái trò mọi người sẽ quấn trăng. You try. Trời là đứa hồn. Trời ơi, sợ quá. Trời, tự nhiên nghe nhột nhột bên đây hết hồn. Tưởng con gì bò chứ. Bây giờ vô quán đây. Quán rồi. Quán chưa? Sao mày gan vậy? Ủa. Đây. Wow, wow. Tự selfie luôn. Wow. Ôi nhìn nó nhìn kìa sợ quá. Thank you. Okay. Rồi nếu mà anh chị nào xong trước thì quay lại tàu giúp em nha. Lại tàu. Alright, if we done. Back to the boat. Yeah. Ông thật là pro. Ngưỡng mộ ông quá. Đến giờ coi, đến giờ luôn. Sao Lý Hiền mày gan quá, Lý Hiền tao sợ quá. Đâu giờ mày vô tao quay cho. Vô đây. Trời sao mà nó gan vậy? Trời mình tay mình sợ rồi đó. Ê vô, quấn thử. Trời cỡ sức nó bò lên vậy rồi sao? Sao ông điềm tĩnh vậy ông? Rồi, rồi vô đi Lý Hiền.
Trời ơi, cái đó đỉnh thơ kìa. Ôi, chơi hù nữa. Đâu, nó bình thường. Trời. Ồ. Lấy ra giùm nó đi, xanh mặt rồi. Xanh mặt rồi. Trời ơi. Trời ơi, mày giỏi quá đi. Thôi. Mày can đảm rồi. Đi đi. Trời. Trời hồi nãy mà nó bò bò lên cái mặt ông đó, trời tao tự la luôn á. Nó cũng hiền lắm rồi, nó ngay sập qua hết rồi. Thì biết, biết vậy mà cảm giác. Ồ, mình vẫn sợ. Nó đâu có nọc. Rồi, còn ai nữa không? Đây đây. Nó hiền lắm. Bị bắt mẻ, chẳng có mọi nọc. Yeah, hello. Everyone, if we're done, now we go back to the boat. Ủa có vườn bưởi mà không có tham quan vườn bưởi hả nhỉ? Bên kia tôi sợ quá à. Mặt sợ gì, mặt đi hứng thú. Ý trời ơi, nó bò lên kìa. Trời ơi, mình nhìn mình nó sợ. Hình như có mình la. Thôi, ta tránh xa đi. Trời ơi. Cậu đen, lên không? Lên đi chị. Vượt qua chính mình. Trời ơi, sao ai cũng giỏi quá ta, sao mình thấy 100. Bây giờ mình thử thấy không? Thôi, xíu một công tao la 100 cho quả sợ nữa. À đi. Sao mình vẫn không vượt qua được chính mình? Đây, cồn Thái Sơn này mình sẽ ghé qua, mình chơi với lại ong, mình xong chơi với con trăng. Uống hoa trà mật ong. Rồi xong rồi đi xuống thuyền ha. Mình sẽ đi con bạo. Cồn Phụng số 7. Hello anh chàng đẹp trai, anh hôm bữa giờ anh có quấn cái con đó chưa, con trăng chưa? Sao ngày nào cũng đi theo nó hết mà, phải không á? Sao nhìn cảm thấy sợ quá, mọi người gan thiệt. Nay mình đi mấy ngày? Một ngày. Rồi xuống tàu. Ok, bây giờ mình xuống tàu ha, đi tiếp. Đây, ông rất là giỏi. Ông rất là gan dạ. Cực kỳ gan. Ông chó gây vào lắm. Để tôi dạ. Rồi cháu xuống xe đi. Đúng con này không? Đây. Rồi, okay. Từ nha. Cầm cầm từ tàu của người ta. Ok, tí nữa. Bạn này sáng đi thấy toàn đây, cầm được không? Ta cầm được. Không cầm được cứ thả xuống đi. Không sao đâu. Đây là hướng dẫn viên. Ngồi bên đây.
ghế đi. Tôi ngồi qua đi miếng luôn. Trên đây nè. Ok, ở trên mình ngồi trên luôn đi. Ở đây thì con trăn nó chỉ nhỏ thôi, gần đây đã có cái trại rắn đồng tâm. Có những con trăn nó hơn 70 kg. Mình nhìn thấy nó nằm giống như một đống thịt nó nằm. Ở điểm tiếp theo của đoàn là mình sẽ đi qua chỗ là bánh kẹo và những cái hàng mỹ nghệ từ dừa. À, sau điểm dừng đấy thì mình sẽ đi bộ trong khu nhà vườn để cho những cái cây theo mùa, cây nhạc được các đệ tử và sẽ đi cái xuồng ba lá. Thì chỗ bánh kẹo dừa, nếu mà mình có mua sản phẩm gì ở đấy mà không thích mang đi, chỉ cần ghi tên ở ngoài bọc ni lông rồi để lại quầy thì bác tài sẽ giúp mình mang xuống thuyền cho. À, mình ghi cái tên với lại cái số tàu của mình để lại quầy lại được. So okay, the next trip we go to coconut candy workshop. I will show you how they collect the charcoal coconut, fiber coconut, water coconut, make jobs in spoon, coconut milk. They make the candy and water coconut. They make the caramel and whiskey right there. You can try coconut whiskey with the floor right there. After that, we take walk around to the garden. That means after that stuff, we not come back. We have longer time to travel around. Okay, until we find out the railway boat station. We transfer the railway boat trip, then come back again right there. Okay. Đây là hồi xưa mình có coi là ngôi nhà nhỏ trên Thảo Nguyên đúng không? Và đây là ngôi nhà nhỏ trên sông này. À, cuộc sống của họ giống như là sống du mục ấy. À, nay đây mai đó trên sông nước chứ không có đất liền để về. Thì sinh hoạt của họ là hầu như là trên thuyền này. Và mưa gió thì họ cặp vào những cái bờ sông ấy, họ trú ở đó. Ban ngày thuyền, tối là nhà của họ. You know, this for the homeless people. Their life, maybe whole life just on the river. They time they follow this middle fishing. They sell it somewhere on land market or people along the riverside. And I thought that we would sleep together right here. Their children born, but no education with them. Because they didn't know how long they're living there. That's why they just follow the parents. They will go on the mainland if they win the lottery ticket. Right? $10,000, they have $2 billion. Yeah, the Western people, if you want to travel in a country free, later can buy one or two tickets. You get back the money after this afternoon. So right now we stop here. We go to the candy workshop. Rồi mời gia đình lên trên tham quan chỗ làm bánh kẹo nhé. Xin nhắc lại nha, sau điểm này mình sẽ không quay lại và sẽ đưa gia đình đi vào bên trong khu nghỉ vườn. Bây giờ Lê Hương dẫn cả nhà đi một vòng chỗ làm các sản phẩm về dừa. Có cái chỗ làm kẹo dừa luôn ha. Thì khỏi ăn. Wow. Okay, you have a lot. This one a lot. For people now, we will take the whole skin coconut fruit by hand.
Rồi cẩn thận tay anh nha. Ôi dù đây khách nha. Okay. Rất là chuyên nghiệp. Alrighty. Wow. Oh my god. Now who want to try?